Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm phần nghề tập về giao động điều hòa. Trước hết là cô sẽ tóm tắt lại các công thức ở trong phần giao động điều hòa. Chúng ta bắt đầu vào phần tóm tắt công thức. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về cái phương trình của giao động điều hòa. Phương trình giao động điều hòa. Chúng ta có thể rút ra được là chúng ta có công thức bình A, ví dụ A sẽ bằng
trừ đi thuê bình trên omega bình và b thì bằng cộng trừ omega nhân năm của a bình trừ đi. Và chúng ta dễ dàng tìm được công thức của omega sẽ bằng b trên tan của a bình trừ trừ đi. Đây là tần số S lúc này bằng 1 chia cho T S bằng 1.
suy tính. T ở đây bằng 1, như vậy chúng ta sẽ được F bằng 1. 1F. Thế còn sai ban đầu, sai ban đầu phi thì như thế nào? Thì sai ban đầu phi lúc này các con nhìn vào phương trình này, X bằng 2 cos 2 pi t trừ pi trên 4 cộng pi trên 2. Như vậy sai ban đầu phi lúc này chính là trừ pi trên 4 cộng pi trên 2. Trừ pi trên 4 cộng pi trên 2. Và chúng ta sẽ được bằng pi trên 4 là gì ạ? Đây chính là pha ban đầu của trường hợp D. Bây giờ chúng ta phải chuyển sang một cái ví dụ ở trường hợp C, là nếu bài toán người ta cho chương trình dao động x bằng, trong trường hợp người ta cho bằng trừ 6 cos 5 pi t, thì các em thấy không, xuất hiện dấu này là dấu trừ thì chúng ta phải đổi. Bây giờ từ trừ cos mà đổi sang cos thì chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta phải đổi cái này nhá. Nhưng mà cái chương trình x bây giờ chúng ta sẽ viết lại là x bằng 6 cos 5 pi t là cộng thêm pi, cộng pi cm. Và lúc này chúng ta nhìn vào cái phương trình này, đây chính là phương trình x bằng a cos omega t cộng phi. Vậy thì chúng ta sẽ có ví dụ a lúc này sẽ bằng 6 cm, còn chu kỳ t thì sẽ bằng 2 pi chia omega, và chúng ta sẽ được bằng 2 pi chia omega là 5 pi. Và chúng ta sẽ được bằng 2 phần 5. Và rồi chúng ta sẽ bằng 0,4 giây. Chúng ta để 2 phần 5 được. Đấy. Còn phần số F, phần số F lúc này bằng 1 chia T. F bằng 1 chia T. Vậy chúng ta thay T bằng 2 phần 5 vào thì chúng ta sẽ tính được phần số F bằng chính là bằng 5 phần 5/2 hay là bằng 2,5 pi. Còn pha ban đầu phi, pha ban đầu phi thì lúc này nó bằng bao nhiêu đây? Chính là bằng pi đại nhạc. Đấy, như vậy là cô đã hướng dẫn các em cái bài số 1 là cách xác định pi độ, chu kỳ, tần số và pha ban đầu khi bài toán được cho một phương trình dao động. Bây giờ chúng ta lại chuyển sang một cái bài toán thứ hai nhé. Chúng ta sang bài số 2. Chúng ta có đề bài như sau: một vật dao động điều hòa theo một quỹ đạo dài 16 cm. Dao động này có pi độ là, chúng ta có đáp án A, B và C, D. Như vậy, một vật dao động điều hòa theo một quỹ đạo dài 16 cm là như thế nào? Em chú ý đây nhé. Một vật dao động điều hòa sẽ có quỹ đạo là từ một đạo thẳng từ tính từ trừ A sang cái bình luận. Đấy, một vật dao động điều hòa, đây là vị trí cân bằng, đây là trung dương, và vị trí trừ A là trung tâm. Như vậy, cái quỹ đạo của dao động điều hòa là một cái đoạn thẳng tính từ trừ A sang A như thế nào. Đấy, và cái đoạn thẳng này có độ dài là L bằng 2 lần bình luận A. L bằng 2 lần bình luận A. Như vậy, chúng ta sẽ có bình luận A lúc này, ở bài này chúng ta dễ dàng tìm được là bình luận A sẽ bằng L chia 2. Và rất đơn giản là chúng ta lấy cái quỹ đạo L này để bài cho bằng bao nhiêu đây? 16 cm, chính là quỹ đạo L. Chúng ta sẽ bằng 8, 16 chia 2 bằng 8 cm. Và chúng ta dễ dàng chọn đáp án bài này. Đáp án này là C, 8 cm. Và chúng ta xem bài số 3. Để bài số 3 như sau: một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 5 cos omega t cm. Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ là, ở đây họ yêu cầu chúng ta tính quãng đường vật đi được trong một chu kỳ. Tức đường một chu kỳ thì vật sẽ chuyển động như thế nào? Chúng ta cũng quan sát cái quỹ đạo của dao động điều hòa. Chúng ta có, cô vẽ lại đây, O là vị trí cân bằng, bình âm và bình dương. Như vậy trong một chu kỳ thì vật sẽ chuyển động như thế nào? Cô lấy ví dụ vật này xuất phát từ điểm A, trừ A, bình âm đi, thì một chu sau một chu kỳ nó sẽ đi từ trừ A sang đến bình âm, rồi nó lại tròn về vị trí trừ A, đi như thế này là chính là một chu kỳ. Quá trình nó chuyển động như vậy thì nó là nó đã cho trong một chu kỳ. Vậy trong một chu kỳ thì cái quãng đường nó đi được, cho nên các em nhìn thấy thì nó sẽ có chia lại ở đây, chúng ta sẽ thấy nó có bốn đoạn, và bốn đoạn như vậy tương ứng bằng một bình âm. Như vậy cái quãng đường vật đi được trong một chu kỳ là S, nó sẽ bằng, chúng ta thấy có bốn đoạn
nhân 5 và bằng 20 cm. Như vậy quãng đường mà đi được trong một chu kỳ là trong bài toán này là bằng 20 cm, và chúng ta chọn đáp án. Và chúng ta thấy đáp án A, B, C, D cũng là có đáp án B. Bây giờ chúng ta lại sang bài tập số 4 nhé. Chúng ta lại sang tiếp tục bài số 4 nhé. Và đề bài số 4 như sau. Một vật dao động điều hòa có phương trình tích bằng 4 cốt 2 pi lê của pi trên 4 cm. Ở thời điểm t bằng 1 giây thì gia tốc của vật này. Như vậy ở bài này tôi đang hỏi chúng ta gia tốc ở thời điểm t bằng 1 giây. Và như khi nãy cô đã tóm tắt các công thức cho các em á, thì chúng ta có công thức tính gia tốc A là gì? A sẽ bằng trừ omega bình nhân với đi lợi ích. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm cái điều ích trước. Thì chúng ta có đi lợi ích bằng gì? Phương trình ích chúng ta nhìn lên phương trình đi lợi ích của cô. Và x sẽ bằng 4 cos 2 pi t. Thì 2 pi t ở thời điểm này t là trong vòng 1 giây. Thì các em 2 t bằng 1 nào? Như vậy chúng ta có 2 pi nhân với 1 và cộng với pi trên 1. Và cái x này chúng ta bấm máy thì chúng ta sẽ được là gì? Cos của pi trên 4 là bằng căn 2 trên 2. 4 nhân căn 2 trên 2 thì chúng ta sẽ được bằng 2 căn 2. Và chúng ta thay cái x vào đây, chúng ta sẽ được là A bằng trừ omega bình nhân trừ omega bình, chúng ta thay omega bình là omega ở đây bằng 2 pi. Chúng ta thay vào đây là 2 pi tất cả bình. Và chúng ta nhân với x, x ở đây bằng 2 căn 2, chúng ta thay vào. Chúng ta nhấn đối với cái bài này, chúng ta lại bấm máy tính ở cái này. Bởi vì trong tất cả các đáp án này, em nhìn thấy nó đang còn chứa gì đây? 8 căn 2 pi bình có chứa pi này. Như vậy ở đây chúng ta đừng bỏ máy tính, chúng ta bấm vào trong nhấn. Trừ chúng ta giữ nguyên. 2 bình phương là bằng 4. 4 nhân 2 là 8. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 8. Còn pi ở đây là pi, pi bình. Chúng ta giữ nguyên, căn 2 chúng ta giữ nguyên rồi. Và đơn vị của gia tốc là cm trên m bình. Như vậy chúng ta có kết quả gia tốc A bằng trừ 8 pi bình căn 2. Chúng ta nhìn quan sát đây là đáp A, B, C, D, chúng ta sẽ đáp án nào? Trừ 8 pi bình căn 2. Như vậy chúng ta sẽ có hai đáp án của bài này là đáp án B, trừ 8 pi bình căn 2. Và chúng ta sang tiếp bài số 5 cho cô. Đề bài số 5 như sau. Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 6 cos 4 pi t cm. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là ở bài này là bằng tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Thì các em biết rằng tốc độ trung bình là bằng quãng đường chia cho thời gian. Như vậy vận tốc trung bình, chúng ta có vận tốc trung bình là bằng gì? Bằng quãng đường chia cho thời gian. Và đề bài ở đây chúng ta hỏi gì đấy? Tốc độ trung bình của vật chỉ trong một chu kỳ thôi, một chu kỳ. Và thời gian t đây là một chu kỳ và quãng đường của vật đi được ở đây cũng là quãng đường vật đi được trong một chu kỳ. Vậy thì quãng đường s vật đi được trong một chu kỳ là bằng bao nhiêu? Khi nãy chúng ta mới làm cái bài tập vừa rồi xong thì cái quãng đường vật đi được trong một chu kỳ là 4 lần pi đường a. Như vậy chúng ta thay ở đây s sẽ bằng là 4 lần pi đường a chia cho thời gian. Và thời gian cụ thể ở đây họ hỏi là trong một chu kỳ, thời gian ở đây chính là một chu kỳ đây đấy. Và chúng ta nhìn quan sát đề bài, chúng ta xem pi đầu a có chưa? Pi đầu a có rồi, pi đầu a bằng 6. Còn chu kỳ t ở đây thì bằng bao nhiêu? Chúng ta lại tính chu kỳ t, sang đây là tính t ở đây, t bằng 2 pi chia omega. Chúng ta có t bằng 2 pi chia omega và ta thay nào, 2 pi chia omega bao nhiêu? Omega chính là 4 pi ở đây, và đây cái này là omega 4 pi. Và chúng ta sẽ có chu kỳ t lúc này sẽ bằng 0,5 giây. Và chúng ta thay đây, chúng ta sẽ được bằng 4 nhân pi đầu a, pi đầu a là bằng 6 chia cho t là 0,5. Vậy chúng ta sẽ có kết quả được là 4 nhân 6 và chia cho 0,5, chúng ta sẽ được kết quả là 48. Và đơn vị là cm trên giây. Như vậy chúng ta dễ dàng tính được tốc độ trung bình và trong chu kỳ là bằng 48 cm trên giây. Và xem chúng ta có kết quả là đây là chúng ta có đáp án
là ban đêm, 48 sẽ là canh trăng rằm. Chúng ta sang tiếp tục sang bài số 6 và đề bài số 6 như sau. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31.4 cm/s và đề bài này tên cho pi, lấy pi bằng 3.14. Và tôi cho tiếp tục câu cho thêm một bài cũng như yêu cầu là tính tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ dao động. Khi nãy chúng ta ở bài số 5 chúng ta cũng tính tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ dao động rồi, nhưng đối với cái bài đấy là đề bài cho cái chu kỳ dao động, còn ở bài này cũng với cái yêu cầu đó thì người ta cho cái gì, là cho chúng ta vận tốc cực đại là 3.14 cm/s. Thì với bài như thế này chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta vẫn sử dụng công thức vận tốc trung bình v trung bình, vận độ lớn của vận tốc trung bình là bằng quãng đường chia với thời gian. Và như cái bài số 5 cái thầy cô nói, s ở đây là quãng đường vật đi được, mà quãng đường vật đi được trong thời gian bao lâu, trong một chu kỳ, thì trong một chu kỳ thì quãng đường s đi được sẽ là bằng 4 lần nhân của a. Và tương ứng thời gian ở đây vẫn là trong chu kỳ, trong một chu kỳ mà chia với chu kỳ t. Ví dụ a ở đây thì bài không cho chu kỳ t, là bài không cho luôn. Với bài này chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng công thức tính chu kỳ t. Ở đây chúng ta có công thức tính chu kỳ t là bằng 2 pi chia omega. Chúng ta thay vào đây, chúng ta sẽ được là bằng 4 a chia t. T ở đây sẽ bằng 2 pi chia omega. Mà 2 pi chia omega ở dưới mẫu thế này thì chúng ta sẽ nhân chéo cái omega lên trên, nhân nghịch đảo omega lên. Như vậy omega chúng ta sẽ đưa lên trên tử. Và các em thấy rằng trên tử lúc này sẽ xuất hiện a nhân omega. Và chúng ta có biết a omega là gì không? Chính là V max. Như vậy chúng ta sẽ thay vào đây, chúng ta sẽ được bằng 4 nhân a omega chính là V max. V max chia cho 2 pi. Chúng ta lúc bằng 4 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ có công thức tính tốc độ trung bình lúc này sẽ bằng 2 V max. 2 V max chia cho pi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần thay cái V max của đầu bài vào tốc độ cực đại chính là V max bằng 31.4 ở đây. Vậy chúng ta sẽ bằng 2 nhân 31.4 chia cho pi. Và đầu bài là lấy gì? Lấy pi. Lấy pi bằng 3.14. Cái pi ở đây bằng 3.14 rồi. Thì chúng ta thay chia bằng 3.14 ở đây thì chúng ta sẽ có kết quả là gì? 31.4 mình chia cho 3.14 thì chúng ta sẽ được là bằng còn là 10 nhân 2 là bằng 20. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả bằng 20 cm/s. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có tốc độ trung bình cũng phải bằng 20 cm/s. Và chúng ta có bài này, chúng ta sẽ có đáp án là A. Chúng ta sang tiếp tục sang cái bài số 7. Bài 7. Và đây bài 7 như sau. Một vật dao động điều hòa có vận tốc khi qua vị trí cân bằng là 62.8 cm/s. Và giao tốc khi ở vị trí pin là 197.2 cm/s. Và bài này cũng lấy pi bằng 3.14. Tính chu kỳ dao động của vật là chúng ta có đáp án A, B, C, D. Như vậy với cái bài này chúng ta sau khi đọc cái câu hỏi xong chúng ta phải đọc lại cái đề một lần nữa. Chúng ta xem là ở đây người ta cho chúng ta cái gì? 62.8 là gì? Là tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng. Về tốc độ vật khi qua vị trí cân bằng có gì đặc biệt? Đó chính là V max. Bởi vì chúng ta khi nãy cô định vừa nhắc lại công thức là vận tốc của vật dao động sẽ đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. Như vậy chúng ta sẽ có bài này để ta đang cho chúng ta V max bằng 62.8 cm/s. Cái bài này chúng ta tóm tắt lại để làm một chút nhé. Tiếp tục xem đề bài cho chúng ta cái gì? Gia tốc khi ở vị trí pin là 197.2. Thế thì khi vật ở vị trí pin thì gia tốc phải đạt giá trị cực đại. Như vậy cái 197.2 này chính là gia tốc cực đại. Vậy chúng ta phải có A mắc bằng 197.2 cm/s. Và đề bài đã hỏi chúng ta chu kỳ T bằng bao nhiêu. Đấy. Và bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải xuất phát từ công thức V mắc và công thức A mắc thôi. Chúng ta xem V mắc có công thức là gì, A mắc có công thức tính là gì. Vậy chúng ta sẽ có này, V mắc có công thức tính bằng A nhân omega. Còn A mắc, A mắc thì có công thức tính bằng A nhân omega. Chúng ta có hai công thức tính A mắc và V mắc như thế này.
và chúng ta rút gọn chúng ta sẽ được omega. Như vậy ở đây sẽ bảo là chúng ta từ đây chúng ta rút ra được một công thức là omega sẽ bằng a max chia về max. Các em thử bỏ ra vào các em thử xem là a max ở đây là bằng gì đấy, a omega bình, còn v max ở đây là bằng a omega. Chúng ta rút gọn trên và dưới chúng ta sẽ được là bằng omega. Như vậy chúng ta thay vào như vậy chúng ta đã tính là omega đâu, thay vào chúng ta sẽ có a max chia v max, chúng ta có 197.2 chúng ta chia cho 62.8 chúng ta bấm máy chúng ta sẽ chia được cái này sẽ bằng 3.4. Như vậy omega chúng ta tính được khoảng 3.4 cho anh em. Và đề bài thì tính yếu tố chúng ta tính gì nhỉ, tính chu kỳ. Vậy thì chu kỳ t chúng ta lại có chu kỳ t sẽ bằng 2 pi chia omega. Và chúng ta thay vào chúng ta bằng 2 pi chia 3.4. Và đề bài để cho chúng ta gì đấy, lấy pi bằng 3.4. Như vậy cái 3.4 này cũng thay bằng pi luôn, omega là bằng 3.4 chính là bằng pi. Pi với pi rút gọn đi thì chúng ta sẽ bằng kết quả là bằng 2 giây. Như vậy chúng ta đã tính được chu kỳ bài này bằng 2 giây. Chúng ta xem đề bài các đáp án chưa nào, a b c d. Và như vậy chúng ta sẽ có đáp án là d bằng 2 giây. Chúng ta tiếp tục sang bài số 8. Và đề bài số 8 như sau: một vật dao động điều hòa trên mặt thẳng, trên mặt thẳng 40 cm. Khi vật có ly độ x bằng trừ 10 cm thì vận tốc là v bằng 10 pi căn 3 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là, chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Vậy chúng ta đọc qua đề bài rồi, chúng ta thấy đề bài hỏi chu kỳ. Thì cái chu kỳ của vật dao động điều hòa chúng ta xác định là v sẽ bằng 2 pi trên omega. Và bây giờ chúng ta phải đi tìm omega. Chúng ta lại đọc lại trên cái đề xem đề bài chúng ta có những dữ liệu gì. Chúng ta đọc lại xem: một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng 40 cm. Vậy các em biết cái đoạn thẳng này là m bằng 2 lần biên độ a và 40 cm. Như vậy từ đấy chúng ta biết ngay cái biên độ a của nó sẽ bằng n chia 2 và bằng 40 chia 2 chúng ta sẽ được bằng 20 cm. Như vậy đề bài cho chúng ta biết được là chúng ta tính được cái biên độ a là bằng 20 cm. Và chúng ta còn có ly độ x và có gì đấy, có vận tốc v. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng hệ thức độc lập để chúng ta tìm omega. Như vậy omega trong hệ thức độc lập thì omega cũng chính là gì? Omega sẽ bằng là v chia cho căn của a bình trừ đi bình. Vậy chúng ta thay vào đây, chúng ta sẽ có v, chúng ta thay v là 10 pi căn 3 chia cho căn của a bình trừ x bình. A đấy chúng ta vừa tìm được là bằng 20, chúng ta bình lên trừ đi x bình, x ở đây bằng trừ 10. Vậy chúng ta sẽ có trừ 10 tất cả bình. Ở đây chúng ta biết trừ 10 10 được rồi, bởi vì khi bình phương lên thì trừ 10 bình phương cũng giống như 10 bình. Như vậy chúng ta sẽ nhận vào cái này, chúng ta sẽ xem nào. 10 pi căn 3 cô giữ nguyên ở tử, và là dưới là 20 bình là 400 trừ đi 10 bình là 100, 400 và trừ 100 là 300. Như vậy căn của 300, căn 300 thì chúng ta sẽ tính được bằng 10 căn 3. Và bây giờ chúng ta rút gọn đi, 10 căn 3 với 10 căn 3 dưới chúng ta rút gọn đi thì chúng ta sẽ được bằng gì thôi. Đó, chúng ta rút gọn hết chúng ta sẽ được là omega, đây chính là bằng gì? Bằng pi radian trên dây. Như vậy chúng ta sử dụng hệ thức độc lập và chúng ta đã tính được omega rồi. Vậy thì chu kỳ đề bài thì đề bài hỏi chu kỳ. Vậy thì chúng ta sẽ có chu kỳ d bằng 2 pi chia omega. Và chúng ta sẽ bằng 2 pi chia pi và kết quả chúng ta sẽ được bằng 2 giây. Vậy chúng ta xem đề bài đã có đáp án là a b c d. Như vậy chúng ta sẽ thấy đáp án của bài này là đáp án a, đáp án chu kỳ ở đây bằng 2 giây. Nhưng cái phần bài tập hôm nay thì cũng ôn tập lại một số cái bài tập cơ bản về giao động điều hòa rồi. Thì về nhà các em sẽ luyện tập thêm nhé. Hôm sau lên lớp